Kính chào quý vị và các đồng chí, tạp chí Khoa Quân sự như thường lệ sẽ mở đầu bằng mục quét sóng. Buffalo do hãng Force Protection Industries sản xuất, trang bị chủ yếu cho quân đội Mỹ trên chiến trường Iraq, Afghanistan. Trong quá khứ, khi nghi ngờ có bom mìn phía trước, các đơn vị phải chờ đội xử lý chất nổ tới để kiểm tra và tháo gỡ bom. Nhiều khi phải chờ đợi mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tốc độ hành quân. Với Buffalo, binh lính có thể tự xử lý trước khi nhờ tới đội xử lý chất nổ. Ngay sau khi Buffalo được đưa vào sử dụng, tỷ lệ thương vong của lính Mỹ do bom mìn tự tạo giảm đáng kể. Buffalo có 6 bánh trên 3 trục, bọc thép dày, gầm xe cao gần 50 cm. Bánh xe của nó bằng nhôm, cao su đặc, không cần bơm hơi. Xe nặng tới 25 tấn, chiều dài 8,2 mét, rộng 2,6 mét, cao 4 mét. Xe được lắp động cơ 450 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 105 km/h. Phạm vi hoạt động của phân đội công binh cơ giới này tới 500 km, với các bình nhiên liệu mang theo từ 350 lít đến 500 lít một xe. Kíp lái của Buffalo gồm 2 người và có thể chở thêm 4 lính. Xe được trang bị khả năng cứu hỏa mạnh, tủ quân y sơ cứu ban đầu khi binh sĩ chấn thương. Ngoài ra, xe còn có thiết bị cứu hộ để kích kéo các chiến xa khác ra khỏi bãi mìn nếu không may vướng phải. Xe có cánh tay máy dài hơn 9 mét như một cần cầu được điều khiển bằng thủy lực. Nó có các khớp xoay linh hoạt. Đầu cánh tay có một móng vuốt bằng thép, một thanh kim loại như lưỡi cày, rất cứng. Tại đầu cánh tay máy có đèn pha và camera để điều khiển, có thể lật đất, đào và xúc mìn từ xa. Binh sĩ chỉ cần nhìn màn hình và điều khiển cánh tay máy về vị trí nghi có mìn, sục vuốt thép xuống dưới, nhẹ nhàng đưa mìn ra xa. Khi cần, binh sĩ có thể kích nổ mìn tại chỗ. Nhờ cánh tay máy dài nên binh sĩ giả phá mìn đảm bảo được an toàn cao. Cánh tay thép giúp binh sĩ dễ dàng kiểm tra tháo gỡ bom mìn mà không phải chịu nhiều thương vong. Các quả bom có thể được ngụy trang như rác, xác động vật hoặc một khối bê tông hay bất kể đó là gì. Buffalo vẫn có thể sử dụng cánh tay của mình để kiểm tra. Thông thường, một phân đội giả phá bom mìn cơ giới bao gồm một xe bọc thép Buffalo và xe giả mìn HMDS Husky. Trong trường hợp cần thiết, Husky có thể hạ xuống một robot giả mìn bánh xích cỡ nhỏ bằng 1/2 phi xăng tiêu chuẩn. Có máy quay để điều khiển tiến lên phía trước để thăm dò chi tiết. Tuy nhiên, robot này không thể triển khai ở khu vực lầy lội, bùn nước. Nơi có độ sâu 30 cm trở lên thì robot không có tác dụng. Thông thường, xe này được đưa tới những nơi nghi có vũ khí hóa học, những nơi bị phá sập, binh sĩ bị kẹt dưới bê tông, đổ nát, phù hợp cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Foxhound do công ty Force Protection Europe của Anh sản xuất. Force Protection Europe là công ty con của công ty General Dynamics Land System của Mỹ. Tham gia thiết kế Foxhound có cả các kỹ sư và chuyên gia trong làng đua công thức 1. Foxhound sở hữu sự cân bằng giữa đặc tính bọc thép toàn bộ và khả năng di chuyển linh hoạt trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, phương tiện mang lại khả năng bảo vệ chưa từng thấy đối với kích thước và trọng lượng gần 8 tấn của nó. Thiết kế cabin đặc biệt dạng chữ V được bọc thép chắc chắn có khả năng bảo vệ hoàn hảo cho hệ thống lái, bình xăng, máy phát và tất nhiên là quân lính khỏi các vụ tấn công bằng bom và chất nổ. Cấu hình thiết kế hình chữ V phát tán năng lượng từ các vụ nổ tốt hơn dạng thông thường, tăng khả năng sống sót cho người và xe trong trường hợp bị tấn công. Trang bị hỏa lực và phương tiện hỗ trợ trên xe thuộc hàng đáng nể như súng máy, súng phóng lựu tự động và vũ khí chống tăng cầm tay của các đơn vị bộ binh đi theo, thiết bị liên lạc tiên tiến, khả năng nhìn đêm và công nghệ giám sát tiên tiến. Foxhound có cơ cấu 4 x 4 bánh hơi, xe có chiều dài 5,32 m, rộng 2,1 m và cao 2,35 m. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 113 km/h nhờ động cơ diesel 6 xi lanh, 4 thì dung tích 3,2 lít,
công suất 215 mã lực. Bánh xe khá gọn gàng, được chuyển động riêng biệt để nếu bánh bị tấn công và hư hại, chiếc xe vẫn có thể rút lui khỏi vùng nguy hiểm để trở về căn cứ bằng 3 bánh còn lại. Xe có thiết kế mô đun cực kỳ tiện lợi, đặc biệt động cơ của xe có thể tháo lắp thay thế hoàn toàn trong 30 phút, cực kỳ cơ động. Phần khung lồng nơi lính ngồi bên trong cũng có thể thay thế nhanh chóng nếu bị hư hại. Có nhiều khung lồng khác nhau thích hợp để lắp vào xe, biến nó thành một chiếc xe cứu thương, xe tải cung ứng hoặc cả xe đua nếu cần. Trọng lượng xe được giảm thiểu so với một chiếc xe bọc thép. Nhờ lớp thép được hàn theo công nghệ đặc biệt tiên tiến và những vật liệu thường thấy trong chế tạo những siêu xe hiệu suất cao. Mặc dù được trang bị lớp thép bảo vệ dày, nhưng xe vẫn nhẹ và có thể xoay trở dễ dàng trên nhiều loại địa hình. Các nhà thầu chịu trách nhiệm chế tạo Foxout đã hợp tác với các nhóm kỹ sư đến từ hãng xe BMW McLaren F1 để tối ưu hóa tốc độ của Foxout lên đến 112 km/h. Bên cạnh đó, Foxout cũng là mẫu xe đầu tiên được thiết kế theo dự án hệ thống mở của quân đội Anh. Theo đó, Foxout có thể được nâng cấp với các trang thiết bị mới nhưng vẫn giữ được sự đồng nhất và vận hành song song với các phương tiện và công nghệ khác, qua đó khiến phương tiện không bị quá đắt. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ai cũng biết áo giáp đã tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên, khi súng đạn thay thế cho kiếm và cung tên trên chiến trường, thì những tấm kim loại để che thân không còn hiệu quả nữa, bởi đạn có thể xuyên qua chúng một cách dễ dàng. Áo chống đạn giờ đây phải làm bằng những chất liệu tinh vi hơn để có thể đảm bảo mạng sống cho các chiến sĩ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này và xem cách ép áo giáp để tạo ra áo giáp chống đạn hoàn chỉnh như thế nào. Nghiên cứu chế tạo các loại phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm mục đích bảo vệ người lính trên chiến trường, tăng cường khả năng sống sót của người lính trong chiến đấu, từ lâu đã là một vấn đề hết sức cấp thiết đối với quân đội các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc dù nhiều nước trên thế giới từ lâu đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại phương tiện bảo vệ cá nhân và đã có rất nhiều sản phẩm được thương mại hóa và bán trên thị trường, nhưng nhìn chung giá thành còn khá cao. Mặt khác, chúng chưa thực sự phù hợp với điều kiện khí hậu, thể lực và vóc dáng người Việt Nam. Chủ động nghiên cứu sản xuất áo giáp chống đạn nói chung và đặc biệt là làm chủ các công nghệ sản xuất chúng đang được nhà máy Z17 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện thành công. Tiêu chí chung của áo giáp chống đạn là để bảo vệ người lính trên chiến trường, để chống các chống đạn, bắn chống đạn và các mảnh văng. Phương tiện bảo vệ cá nhân có thể được hiểu như là tập hợp các phần tử bảo vệ có khả năng ngăn cản tác dụng, hấp thụ và tiêu hao năng lượng của một số loại vũ khí sát thương nhất định, làm giảm khả năng gây sát thương của các loại vũ khí này đối với con người. Phương tiện bảo vệ cá nhân trên chiến trường bao gồm hai phần chính là áo giáp phòng hộ và mũ phòng hộ. Áo giáp chống đạn là áo giáp giúp cơ thể con người không bị tổn thương khi bị đạn hoặc mảnh đạn bắn từ một số loại vũ khí nhất định. Áo giáp chống đạn được thiết kế và chế tạo trên nền vật liệu Dyneema và Kevlar, là những loại sợi polyethylene cao phân tử hoặc polyaramid. Đây là một loại sợi siêu bền được sản xuất bằng công nghệ hết sức độc đáo. Các phân tử của nó khi chế tạo có sự định hướng cao, điều này cho phép tạo ra một loại sợi có những tính chất đặc biệt, rất bền với độ ẩm, khối lượng riêng nhỏ, bền vững với tất cả các loại hóa chất và tia tử ngoại. Độ bền cực lớn. Đây là loại sợi vải mới, nhẹ và siêu khỏe. Kevlar có độ đàn hồi cao và chắc chắn, hơn thép gấp 5 lần. Áo giáp chống đạn được chế tạo từ nhiều lớp vật liệu PE hoặc PA dạng sợi, được dệt thành tấm xếp chồng, tạo thành một khối bằng công nghệ ép nóng trên máy thủy lực công suất lớn và gia nhiệt ở nhiệt độ thích hợp. Từ những tính chất đặc biệt của vật liệu và công nghệ chế tạo ấm giáp, mà sản phẩm đã đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ chiến thuật đưa ra. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số loại áo giáp chống đạn trên thế giới với những loại vật liệu khác nhau. Đây là bộ thiết bị chiến đấu thế hệ mới với tên gọi Ratnik, chiến binh của quân đội Nga. Ratnik là sản phẩm của dự án nâng cao chất lượng người lính trên chiến trường
vận dụng và khai thác thành tựu khoa học hiện đại nhất trong các lĩnh vực định vị, hệ thống nhìn đêm, giám sát trạng thái tâm sinh lý, sử dụng các vật liệu tiên tiến, sản xuất áo giáp và quần áo. Nó còn được gọi là trang phục của người lính tương lai. Biến thể tiêu chuẩn của Ratnik gồm bộ áo liền quần và áo giáp có cấp bảo vệ cấp 5, nặng gần 10 kg, còn trọng lượng tối đa của bộ đồ có thêm mũ trận, áo giáp đột kích, cấp bảo vệ cấp 6. Các tấm giáp bảo vệ vai và đùi là gần 20 kg, gồm các mô đun có thể thay đổi tùy theo nhiệm vụ tác chiến. Bộ thiết bị chiến đấu Ratnik gồm khoảng 40 thành tố riêng biệt với tổng trọng lượng tối đa khoảng 20 kg, nhưng khi cần có thể lắp ráp lại chỉ trong vòng vài giây. Tổ hợp này được dự kiến trang bị cho các đơn vị chuyên nghiệp, các quân nhân hợp đồng, thành phần sẵn sàng trực chiến trong lực lượng vũ trang Nga. Toàn bộ trang bị của Ratnik bao gồm quần áo, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, vũ khí, hệ thống giám sát và điều hướng như ống nhòm, thiết bị nhìn ban đêm, la bàn hay các thiết bị dò mìn, v.v. Hệ thống thông tin liên lạc, dụng cụ sơ cứu cá nhân, khẩu phần ăn, nước, các thiết bị đặc biệt như dao, đèn, bật lửa và các vật dụng thiết yếu mà binh sĩ cần nhất. Các thiết bị bảo vệ cá nhân như mặt nạ khí, găng tay, các thiết bị khác như ba lô đa năng, một bộ áo khoác với các chi tiết có thể tháo rời và hoán đổi, dây lưng, bộ trang bị cắm trại như lều, túi ngủ. Một trang bị quan trọng mà binh lính không thể thiếu là chiếc mũ bảo hiểm. Với Ratnik, đây đã không còn là một mũ thông thường mà là thiết bị đa năng từ vật liệu composite siêu bền. Trên mũ có gắn máy quay camera với chức năng ghi lại toàn bộ hình ảnh diễn biến chiến trận và một màn hình nhỏ kết nối với thước ngắm của vũ khí. Nhờ vậy có thể nhắm trúng đích từ bất cứ vị trí nào. Và đây chính là bộ phận quan trọng nhất, nền tảng của Ratnik là bộ áo liền quần từ loại sợi tổng hợp biết thở vì thoáng khí, có thể mặc liên tục, không cần cởi ra trong nhiều ngày. Chất vải đặc biệt không chỉ bảo vệ người mặc khỏi ngọn lửa trực tiếp và những mảnh đạn, mà còn làm cho chiến sĩ trở nên vô hình trước tia hồng ngoại từ ống ngắm xạ kích ban đêm của đối phương. Bộ áo giáp mới được làm không phải bằng sợi titan như các thiết kế hiện đại hiện nay, mà là kết nối của những tấm sướng mỏng đặc biệt, trơn nhẵn và linh hoạt, khiến cho cả đạn súng trường của xạ thủ bắn tỉa cũng bất lực. Ngoài ra, cấu hình của bộ trang phục dành cho các thủy thủ được bổ sung thêm một áo phao di lê cứu sinh. Trong một cuộc thử nghiệm tại thủ đô Moscow, áo giáp chống đạn của Ratnik đã xuất sắc vượt qua bài thử độ chống đạn cấp độ 6. Trong thử nghiệm này, người ta sử dụng súng bắn tỉa SVD Dragunov để bắn vào mục tiêu giả định mặc áo giáp trong bộ Ratnik từ khoảng cách 10 mét. Với sơ tốc đạn lên đến 830 m/s. Và với khoảng cách cực gần như vậy, chiếc áo giáp này không hề bị xuyên thủng sau 5 phát bắn, chỉ có 5 vết lõm trên áo. Với rất nhiều ưu việt đã được kiểm chứng qua các thử nghiệm và luôn được nhà sản xuất không ngừng nghiên cứu nâng cấp cải tiến, bộ thiết bị chiến đấu Ratnik hoàn toàn xứng đáng với tên gọi trang phục của người lính tương lai. Một bộ áo giáp khác được lấy cảm hứng từ nhân vật Tony Stark trong bộ phim Người Sắt, Đô đốc William McRaven. Thank you.
lai gần, binh sĩ Mỹ hoàn toàn có thể được gọi là những người sắt ngoài đời thực. Như vậy, có thể thấy một bộ quần áo bảo vệ cho cơ thể của con người trước mỗi trận chiến là vô cùng đa dạng. Còn ở Việt Nam thì sao? Đây chính là sản phẩm áo giáp chống đạn AG-17M1 do nhà máy Z-17 nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Áo bao gồm một vỏ áo, hai tấm giáp cứng VT2 lắp trong túi đựng ở nửa thân trước và sau, hai tấm giáp mềm VT3 lắp trong túi may chìm ở nửa thân trước và sau. Vỏ áo màu dằn di, dạng di lê ghép hai nửa bằng keo dính tại các vị trí vai và hai bên sườn. Các tấm giáp cứng, tấm giáp mềm được may túi chống thấm bọc ngoài và in nhãn. Đây là bộ áo giáp được sản xuất tại nhà máy Z-117. Bộ áo giáp gồm có 3 phần chính, thứ nhất là vỏ áo giáp, hai là tấm giáp cứng và tấm giáp mềm. Một bộ áo giáp thì có 2 tấm giáp cứng, 2 tấm giáp mềm. Tấm giáp mềm là sẽ là ở bên trong và tấm giáp cứng ở bên ngoài. Tấm giáp mềm này thì được sản xuất bằng từ sợi Kevlar XDS002. Một tấm giáp mềm sẽ có 32 lớp và chống được đạn K51 bắn trên súng K54 với khoảng cự ly bắn là 5m và sơ tốc đầu đạn là 430m/s. Bộ tấm giáp cứng là chống được đạn K56 loại thép không nhiệt luyện bắn trên súng AK47 từ cự ly 15m và sơ tốc đầu đạn là 730m/s. Để quá trình chế tạo tấm giáp chống đạn làm từ vải sợi Dyneema thông thường được tiến hành từ cắt tấm, xếp lớp, ép tấm hoặc may ghép, sau đó hiệu chỉnh, kiểm tra, may túi chống thấm bao ngoài và đem đi thử nghiệm. Đối với tấm giáp mềm được làm từ vải sợi Dyneema có ký hiệu DSM SB71 hoặc vải sợi Kevlar XDS002, thông qua quá trình thực hiện thì số lớp phù hợp để chống đạn K51 ruột trì bắn trên súng K54 là từ 32 đến 40 lớp. Còn đối với tấm giáp cứng được làm từ vải sợi Dyneema có ký hiệu DSM-HB50, thông qua quá trình thực nghiệm thì số lớp phù hợp để chống lại đạn K56 bắn trên súng AK-47 là từ 72 đến 80 lớp. Mấu chốt khác nhau quan trọng nhất của tấm giáp cứng, tấm giáp mềm là tấm giáp cứng thì là được ép qua quá trình ép nóng. Còn tấm giáp mềm sau khi cắt tấm thì được ghép và may túi chống thấm luôn. Mỗi tấm giáp cứng thì bắn chống được đạn cấp 3 theo tiêu chuẩn của DOTC 5074 của Nga. Còn tấm giáp mềm chống được đạn cấp 2 theo tiêu chuẩn DOTC 5074. Để các lớp vải được ép sát và kết dính với nhau thì cần duy trì một áp suất không đổi trong quá trình ép. Khi tấm giáp cứng bị mềm do tác dụng của nhiệt độ thì vẫn phải duy trì áp suất để nén chặt phôi, làm tăng tính liên kết giữa các lớp vải. Đối với các lớp vải sợi Dyneema xếp chồng lên nhau, áp suất không đổi và nhỏ nhất khi ép nguội với nhiệt độ môi trường trên đơn vị diện tích mà không làm phôi biến dạng là 165 bar, với áp suất lớn hơn không làm giảm chiều dày vật liệu. Hiện nay trên thế giới thì có rất nhiều cái phương pháp để sản xuất áo giáp chống đạn. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì với thể hình mà thấp mà nhỏ thì mình phải sử dụng cái vật liệu nào mà nhẹ nhất và chống được đạn tốt nhất. Thì qua quá trình nghiên cứu thì nhóm đề tài lựa chọn vật liệu là Dyneema. Trong quy trình chế tạo tấm giáp cứng thì công đoạn ép tấm là công đoạn quan trọng nhất, quyết định chất lượng của sản phẩm. Một vấn đề đặt ra với nhóm đề tài là làm sao thiết kế khuôn ép, hệ thống gia nhiệt, làm mát khuôn để đảm bảo nhiệt độ ép được duy trì ổn định, gia nhiệt và làm mát theo đúng yêu cầu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất có thể hoạt động 3 ca liên tục để đảm bảo nhiệm vụ sản xuất loạt không. Quan trọng nhất là quá trình điều khiển nhiệt của tấm giáp để làm sao mà nhiệt độ của tấm giáp tại mọi điểm là đồng đều với sai số nhiệt độ chỉ là cộng trừ 1 độ. Nhóm đề tài đã phát triển hệ thống điều khiển nhiệt, hệ thống khuôn ép và hệ thống điều khiển nhiệt để điều khiển quá trình ép tấm giáp cứng đạt được các tiêu chí đề ra. Vật liệu chế tạo khuôn của chúng tôi thì là vật liệu cũng phổ biến, nhưng mà cái yêu cầu về chế tạo khuôn thì lại đòi hỏi là rất đặc biệt.
Bởi vì cái tính chống bám dính của sản phẩm khi mà ép cái áo giáp chống đạn này là rất đặc biệt. Bởi vì sản phẩm là sẽ biến dạng nhiệt và cái bám dính vào bề mặt khuôn rất là cao. Cho nên là cái bề mặt khuôn chúng tôi phải có chế độ gia công đặc biệt để đảm bảo cái vấn đề chống bám dính đấy. Khuôn bao gồm hai bộ phận chính, nửa khuôn trên, nửa khuôn dưới và các chi tiết phụ trợ. Trên mỗi nửa khuôn được gia công các đường dầu làm mát theo hình chữ U, rích rắc để tăng hiệu suất gia nhiệt và làm mát cho khuôn. Các đường dầu được lắp răng cao su chịu nhiệt để làm kín khuôn. Tiếp đến, hệ thống điều khiển nhiệt độ được thiết kế vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe trong quá trình sản xuất áo giáp chống đạn. Hệ thống điều khiển nhiệt cùng với khuôn là hai bộ phận chính đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất áo giáp chống đạn. Hệ thống này được nhóm kỹ sư nhà máy Z117 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu tính toán rất chi tiết từ mô hình lý thuyết và căn cứ thực tế sản xuất của đơn vị. Từ đó thực hiện mô hình thực tế, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đặc biệt đảm bảo an toàn cho người vận hành, tin cậy khi sản xuất sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nghiêm ngặt như áo giáp chống đạn. Áo giáp chống đạn của chúng tôi thì được hình thành trên 80 lớp của từng miếng vải, sợi vải như thế này. Sau quá trình ép bằng công suất cao với việc gia nhiệt nóng trên khuôn thì nó sẽ thành sản phẩm như thế này. Đây là một sản phẩm hoàn chỉnh sau khi đã được gia công ép nóng trên khuôn của máy ép. Trong quá trình sản xuất áo giáp chống đạn thì khâu ép nóng trên áp suất với áp suất cao là hết sức quan trọng, bởi vì vật liệu vải Kevlar của hãng Dilema yêu cầu rất khắt khe về nhiệt độ và áp suất. Về nhiệt độ thì độ chênh lệch so với nhiệt độ hãng yêu cầu là cộng trừ 1 độ C trên toàn bề mặt của sản phẩm khi mà gia công với áp suất cao. Áp suất cũng phải luôn được duy trì đúng với áp suất của hãng quy định. Vì vậy, đây là một bài toán khó cho việc điều khiển tự động. Hệ thống sử dụng dầu truyền nhiệt làm trung gian dẫn truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới khuôn ép áo giáp ở chu trình làm nóng và ngược lại sẽ mang nhiệt từ khuôn đi ở chu trình làm nguội. Hệ thống sử dụng hệ thống điều khiển theo thời gian thực. Các cảm biến nhiệt độ trên khuôn, trong thùng dầu nóng, thùng dầu lạnh, phản hồi và hiển thị kết quả trực tiếp trên màn hình. Để đảm bảo tính chính xác, ổn định và linh hoạt trong quá trình sản xuất áo giáp, hệ thống đã được ứng dụng HMI và lập trình điều khiển PLC, cung cấp cho người sử dụng nhiều lựa chọn và tùy biến liên tục theo thời gian thực, đảm bảo điều chỉnh kịp thời, giúp cho chất lượng áo giáp được đồng đều, giảm thiểu tối đa các sản phẩm lỗi. Chúng tôi đã áp dụng việc điều khiển hệ thống này qua một hệ thống màn hình HMI cùng với một PLC CPU trung tâm. Thứ nhất là để thu thập tất cả các dữ liệu về nhiệt độ, về áp suất, về một màn hình chủ. Sau đó dùng các phương pháp lập trình để điều khiển chính xác nhiệt độ và áp suất cho từng giai đoạn ép. Đối với sản phẩm này, chúng tôi cần ép qua hai giai đoạn chính. Đó là giai đoạn ép áp suất thấp với nhiệt độ khuôn đã được làm nóng. Quá trình này diễn ra liên tục trong vòng 4 phút với 5 lần tự động khuôn nhấc lên và đi xuống ép ở áp suất là 13. Sau đó khuôn sẽ tự động đi xuống và áp suất ở áp suất ép là 163. Tất cả các hoạt động đó được chúng tôi lập trình và điều khiển đưa về màn hình trung tâm để điều khiển. Sau khi cải tiến, sản phẩm khi kiểm tra dưới tấm kính có chiếu sáng bằng đèn dây tóc và các tấm giáp có màu sáng đều. Vật liệu tấm giáp đã đồng nhất. Tấm giáp cứng được thử nghiệm bắn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự với đạn 7,62x39mm K56. Đầu đạn có lõi thép không nhiệt luyện bắn trên súng AK-47, sơ tốc 715m/s, cộng trừ 15m/s. Số phát bắn tại 6 vị trí, các vị trí khác nhau tối thiểu 51mm. Như vậy, các tấm giáp đều đạt chất lượng tốt và tính ổn định cao. So với trước đây thì trước khi mà có hệ thống điều khiển nhiệt thì là một công đoạn ép áo giáp là diễn ra trong khoảng 3 giờ 40 phút. Sau khi mà có hệ thống điều khiển nhiệt
thì quy trình ép áo giáp còn lại là 1 giờ 40 phút. Đối với nhà máy 17 thì đây là một cái đề tài mà hoàn toàn là có tính công nghệ mới. Thì về ý nghĩa khoa học thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn mới mà được đội ngũ cán bộ kỹ thuật của nhà máy kết hợp với một số viện khoa học và đặc biệt là Học viện Kỹ thuật Quân sự và của Bộ Quốc phòng cũng như là các cái viện vũ khí để tạo ra một cái sản phẩm. Đây là cái sản phẩm đã được đưa vào sản xuất lọt không và hướng tới là sẽ thay thế tất cả các cái sản phẩm cùng loại mua của nước ngoài. Với việc nghiên cứu sản xuất thành công hệ thống khuôn ép, gồm khuôn ép và hệ thống điều khiển nhiệt trong áp dụng sản xuất áo giáp chống đạn, đạt hiệu quả về chất lượng cũng như giảm chi phí sản xuất. Lợi nhuận về kinh tế của sáng kiến cho mỗi đợt sản xuất lọt không là gần 600 triệu đồng. Quan trọng hơn cả là từ sáng kiến còn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là chủ động trong đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất khi cần. Tạp chí khoa học quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.